xin chào tất cả các bạn nha. Thì dắt này giờ chuẩn bị đi bắt cá các bạn ơi. Đèn có thao cám nè, cám xây. Cám này cám mình câu cá cha đó. Nói chung là mồi câu á. Rồi dắt này mình đang trộn mồi bạn ơi, trộn nguyên thao giặt đồn. Chuẩn bị đi chạy đêm bạn ơi. Tối nay ngủ ngoại với lại có thằng em, thằng Lương. Ra đi chạy đêm kiếm cá. Đó. Mồi chạy này là cám mà. Một câu cá cha. Thơm lắm. Giờ mình xào rồi cái mình nắng ngồi về, về lên sông đi chạy thấy có thấy mồi chạy bạn ơi. Hy vọng là đêm nay trúng nhiều cá nha. Mấy chuyến rồi thì chạy nói chung cũng có nhưng mà không có trúng lắm. Nước bữa nay thấy cũng im im nè nên kiếm mớ cá về cạo chả ăn cũng ngon. Cá rảnh mà dinh đâu ha. Hên hên dính thêm dạng tôm nữa cũng được. Rồi giờ xào mồi lên đường đi chạy thôi bạn ơi. Mời bạn cùng mình đi chạy đêm nha. Lão ngoại bún chai. Rồi dắt này bắt đầu chài cá bạn ơi. Ê chài ngang lão điệp. Chài ngang lão điệp. Đúng rồi. Mỗi, mấy bữa hôm khè rồi lắm á. Đó. Nói chung hai cha con nhỏ con nên chài chài nhỏ nhỏ thôi. Tính ra chài mới bằng nửa chài lão điệp. Không biết được nữa không nữa. Tính diện tích không chừng không bằng nửa nữa đó. Không được nữa đâu. Để chài cái kiểu của lão điệp coi nè. Chài cái lão điệp không. Bắt nằm ngón tay ha. Đợi về bữa rảnh rủ lão xuống mà chưa. Bữa nào đây rủ lão đẹp giác xuống cho cha mình múa lửa bảo đảm bay xong. Không được, phải tập mới được. Tập. Chạy với lão đẹp nè. Mà bỏ cục vỏ này xuống luôn, đạp với vỏ. Rồi, thôi chiến bạn ơi, múa lửa hoài rồi cá chạy trơn giờ. Hy vọng đêm nay trúng mánh nha bạn. Đêm nay có người mới nghe không biết sao đây. Chạy chính xác quá nè. Chưa thấy hiện tượng. Chạy đêm này chạy rồi mình mới bắt đèn để bắt trước cá chạy chứ. Cá này nhát đó, thấy đèn nó chạy. Im im mà. Nói chung là im im kéo lên nùi được rồi. Đừng im im kéo lên nước không. Không thiệt rồi không đâm. Rồi. Ê ê ê ê. Thấy lạ rồi. Thấy lạ rồi bạn ơi. Kìa nó kìa. Nó chắc được con hai, đó. Hai ba con rồi ha. Kéo lên con. Ê ê ê. 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 Ôi thiệt. Có hai ba con đó. Hai ba con đó. Ôi cũng được bạn ơi. Khai trương chài được ba con. Ủa, nó lên hết trơn luôn rồi trời. Ba con à, cá mày dinh không à. Cũng được, có cá là được rồi. Mở hàng có nhớt là vô rồi, đừng móc bọc thôi. Con nhỏ nó chưa đủ tuổi. Con nó lòng tông cái gì. Đi đâu vậy hả? Ở nhà đi. Yeah, con đó nó muốn lên phim chứ con đó là nó dư lọt đó. Rồi, ngon, có nhớt. Hai con với cái vú màu đen. Ê, dùng uống vậy? Đã. Cái này hơi bị méo rồi nha. Chơi luôn. Kệ đi. Nó chảy cá bự không đỡ thừa nha. Nó sao lúc đó tức nó sao biết gì vô trong kéo được rồi. Chừng nào nó quậy đùng đùng là chở vô trong kéo. Đi chỗ này thấy vậy cái cá cũng giảm. Bị chặn cái lú rồi. Chặn cái lú để nhát nè. Không mà mình kéo vậy vô chân à. Từ từ vô bọc cái chân. Quan trọng là có không á thôi. Chứ cá là vô chân rồi đó. Kéo là thấy con nào dính là con đó vô đó. Một con. Hai ba con. Đâu con một cái gì vậy? Một con là nghỉ chạy đó. Hai con. Một con là nghỉ chạy đó nè. Hai con nè. Nó thiệt chứ con cũng bự à. Thôi chạy hai con kệ cũng được, mười mấy bến cũng đủ ăn mà. Mới đỡ hôm nè.
Kỹ ta. Tại này không có cầm lúa. Tại không có cầm lúa à? Mỗi khi cầm lúa. Cái này có thấy trồng gà không? Nay thấy mồi lan không? Không dở rồi. Này dài biết đâu hồi dính cá cha à sao? Mồi cắm cá cha mà. Im 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 im. Chứ này vô bờ ra ngoài mệt à. Đó, vậy đó mà làm cái đung lên cái là bao sướng luôn. Có đó gì là đung 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 luôn. Đợt đầu tiên chạy cho bến này lúc đó chỗ này còn làm vật liệu xây dựng. Quậy cá luôn con bành trướng nhảy lên rước xuống, các bạn nào coi clip là thấy nó liền. Tắt đèn lên cho nó sáng sáng chút. Rồi gọi gì nè, bự rồi có bự nó lên chớp đi mà Vinh á. Rồi, tình hình này chắc móc bọc rồi. Không thấy gì dưới vậy gì chăng? Toàn là thấy nước không. Tụt té. Nhảy bờ luôn rồi. Không kể em im bắt con tôm càng cũng được. Thấy gì xanh lè không thấy? Không thấy trắng trắng như vậy gì? Đó 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 đó, hai mắt đỏ lòm thiệt kìa. Nó có con đó, tôm càng đàng hoàng. Hai mắt đỏ lòm thiệt. Rồi, vô tôm thiệt. Thiệt tôm thiệt. Tôm cá lương. Tôm càng nha bạn, tôm này là tôm càng nha. Không biết nhiều nhiều bạn gọi con này con gì với chỗ mình là gọi tôm này tôm càng không á. Nè, tặng càng lửa đàng hoàng. Chưa. Hai mắt đỏ lòm thiệt, đúng lương nó hên thiệt. Mà con cá nó chưa có được 300 g rồi. Hồi nãy phải nói sớm sớm rồi nói trễ quá nó không nghe. Nói tôm tôm bự đi ha. Tôm. Hai mắt đỏ lồm, biết hai mắt đỏ lồm mà ba lớn. Dù có cá có tôm đậu gì nữa. Thức đêm mắt nó đỏ. Nay trúng mánh rồi, nó nhậu xỉn mắt đỏ. Chích dính bằng luôn thấy chưa? Thôi ngon. Nghe chưa? Nhúc nhích dính bằng là im. À, nhảy lên con. Này mà nó lạng ở trong mà cái mình nó chừng bằng cái mâm một cái rồi sao ta? Chắc bay xuống liền chứ không nói gì chứ. Thấy gì đâu xanh lè nữa nè. Kiếm trắng trắng này, kiếm mắt đỏ lòm chua quá. Kiếm gọi kiếm. Trời này không có cá nhiều rồi. Nếu có cá nhiều gì đang chạy lên chớp rồi. Mày dinh mà động động nó lên chớp này, chủ yếu mình chạy nè mày dinh mà. Mày dinh cái rảnh rồi. Dính đến chà kìa. Dính đến chà luôn rồi. Rồi luôn. Không có cá luôn á cha ơi. Nhắc này có đen đen chứ không có gâu đỏ đỏ. Tại dính đến chà nó ra hết đó. Thì có đó. Luôn có nè. Cá đàng hoàng chơi đâu. Này hơi tuốt ở ngoài, hình như chịch chịch chút rồi. Nãy bến ngay thảy ngay đây nè, cũng vô mí mí nè. Chà chịch chịch tính kiếm cá chẽm cái gì đây nè. Mấy cá nằm ngoài, gình mồi. Này chắc dùng chiến thuật cơ dương đông kích tay vậy nè. Rồi nước đêm nay coi bộ tình hình này chắc đủ chiên giòn các bạn ơi. Chưa biết. Mình còn bến quyền thoại mình. Này, ê có cá kìa. Hồi nãy đi chạy đụng hàng nữa bạn, nhém chút. Ê, ê, trời ơi. Chê, chê. Chê. Chân mà nó chợt. Trời ơi. Trời ơi, còn nữa nè. Ừ, quá rồi, dữ lắm rồi. Hàng đầu. Nãy lúc thấy mồi cũng gặp hai tay kia đi thấy mồi nữa các bạn. Đó. Ê con cá hề đỏ nè. Không. Ủa, có cá cóc nữa kìa. Ghê chưa? Dữ lắm rồi. Xin tì 5 phút bạn ơi. Chài phải đỉnh mới được, kéo lên. Rồi cái lá hết hồn tính đâu con cá không à, trắng tươi kìa. Cái trụ nó nằm đâu đây nè. Không sao, không sao.
Hút rồi. Mất quá nhảy xuống mò thôi chứ đâu có gì. Dài quá đỉnh nha, kè ha, kéo lên không có cá đâu, cừ đau bụng luôn. Lên con, lên con. Nhào lên cái coi con. Chạy lên chốt, chạy lên chốt. Bỏ tiếng cái coi. Đâu kỳ như nó nói vậy. Một cái hì bay lên cái tóp, chập quá, trắng phiếu bạnh trướng nha. Lạng xuống cái. Bên này, ê, cái lá hết hồn. Ê, 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 nhiều quá. Nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi có sình. Tới sình luôn. Trại này nhiều, có cá bự luôn á. Không dễ à. Đây nè. Im lắm bạn ơi. Rồi ra luôn luôn ơi, còn xa lắm mới tới. Chống ra luôn chơi. Xa lắm mới tới bên nữa. Ê, mẹ bên này cái dành bự bự không à. Cài dị nè Vũ đẹp ơi. Bự bự vậy nè. Khè không. Họ không có con cá ngàn đô không khè quá. Tuốt ở dưới bên phà lận. Tới tới bên mũi vỏ lận, bên Nguyên Thội dưới lận. Để thầy trò hai anh ổng với anh ba đi chài dính khè nữa. Mà tại sông mình lại ít cá, bằng sông trên Lâu Điệp cá nhiều lắm. Tại ổng chài lan á. Sông chở cá nhiều mà chài dính vậy là dở. Chứ chài nóng Lâu Điệp dở. Không, chứ sông chài nóng rồi, nếu mà dọn bến nha, ngon lành nha. Là chài là cá dữ lắm đó. Dữ lắm rồi. Dảnh nu nu à, dảnh cái này là kho lạc được rồi nè. Kho trái me. Ai mà bắt cá chút chút này, tao thả hết trơn rồi Vũ Điệp ơi. Khè này hơi bị mặn à. Cái này xuống gặp ông ngoại coi sao, ổng làm dữ vậy ta. Quá lạc quá, mà mốt giác chạy này ông bào hết cá luôn, có hai cha con này lo mà khóc không. Nói chứ không dám đâu. Dảnh. Mấy dảnh này chứ nó dở lắm, lên nước chút nó chết. Đi luôn mày. Mày dinh thì nó khỏe. Chạy này ngon, chạy này cá bự luôn. Dảnh nó ú luôn. Dảnh cá đó là kho lạc được rồi đó. Kho chay me, nấu canh chua. Chiên thì nó hơi quá cỡ rồi, chiên cả này được. Cái này chiên giòn ngon nè. Ê rồi. Thì là con đó nó không muốn chiên giòn. Con bự nhất đó phải không? Không, nhỏ. Không, cái con đó hình như cá cái đó. Chắc vậy vậy. Cá cái ta thả lại. Làm giống. Con dài nữa. Bắt lớn. Có giống. Nó bị căng à. Nói chung đội quân mình có đi tới đâu là chó nó sủa tới đó. Bạn hơi gền cho bà trên. Quá xinh nè. Tới bên tới dữ lắm đó nghe. Bên tới nè, chuẩn bị nè, bên tới nè, phải thời là dữ lắm đó. Bên tới nè, lúc đó trúng dữ lắm. Không biết bữa nay sao thôi. Hợp lại, hợp lại. Trời ơi, thấy màu giấy mà thấy dễ chứ chặt 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 à. Chặt chặt à. Rồi tới nó dính là dính à, thời tới cả không nổ, lúc đó chài chặt còn dính mà. Nói chung cái bến màu vậy, cái bến mà chài nó không có nó dính liếu gì trơn á. Ừ, nó cách xa 4 5 thước vậy đó. Vậy mà vô một cái chẻm. Ô, nó kéo vậy nè. Cái nó đông bực bực. Nó tính kéo bỏ rồi. Nó bực cái nó dữ lắm rồi. Buông chài xuống, nhờ buông chài xuống đó. Nhà buông xuống mới là về thẳng trà là gách. Đúng là thời tới thiệt. Rồi quá im mà lão ngoại ơi. Không à, có à. Có không? Có. Chắc ăn không? Thiệt. Không có nghỉ chạy không? Ê, nhiều quá. Ý, có lý lắm. Chà bá luôn, dảnh hết biết bự rồi. Thiệt mà, nó nói rồi. Trà này nhiều nhất nãy giờ luôn á. Rồi, khỏi bơi ra đâu. Vũ xong hết bơi. Thấy chưa? Ê, trời này cá bự không bạn ơi. Thấy chưa?
Đó, đây nè, bự bự không Lão Điệp ơi? Đâu cần chài bự đâu Lão Điệp. Chết rồi chứ này. Tối nào ông ngủ ông nằm trong bao luôn. Đâu có nào. Tôi giác bị chài bành cây tôi xuống cho ông biết. Chài này chất lượng, đúng chất lượng luôn. Cá bự hơn. Mà chưa đếm là phải chài mà đếm. Ngồi cái bánh dồi đi. Đừng bị khóa hay đâu, dồi nha. Đúng rồi, bánh dồi sợ hồi người ta có người vô chài tại bến nên lúc này ta chài đêm hồi cái rảnh hết, biết rảnh bự rồi. Nhảy bệt bệt rồi. Gình, nó gình mình đi nó chài đó. Hên xui. Quá, wow, cũng vậy im lắm nha bạn, cá mình dựng không à, nhiều rồi đó. Mấy bánh đầu chất chớt thì vớt là mấy bánh sao chứ. Khoan. Em. Nói chung nó cũng hơi méo méo nhưng mà nó cũng ngay bánh màu là được rồi. Con bự cái đó ra hả? Thấy gõ ra. Thấy luôn. Ghê thiệt chứ. Có cá bự là gì là tung lên cá mày dinh. Tính ra sông mình là không có cá lạ luôn á. Thường thường chạy vậy đáng lý là phải có nhiều loại cá mới đúng. Ở đây không, mày dinh với cái rảnh. Cặp bận. Kìa, thấy rồi. Không sao. Tìm ghê gì mày? Dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi, lặn đi. Hốt chị. Trời ơi, có con nào đâu. Có con một á. Chà dữ lắm luôn nha. Còn là càng tôm không. Còn là càng tôm không à. Tuốt dưới luôn rồi đó. Tuốt dưới luôn rồi. Tới mà tới kìa ngu quá. Ra sông bơi gấp kỳ. Rồi lão ngoại nhảy sông. Nhảy xong, bao dính. Không mà nước không chảy này cũng đỡ. Kéo ra ngoài luôn. Phía dưới có nhánh trà. Ở đây nè, chỗ này mới đúng nè. Đáng lẽ thay mồi chỗ đó mới đúng bài đó. Ôi, ghê luôn đi, thôi kéo mẹ lên đi. Kéo lên luôn đi. Thấy vậy chứ khi dướng dướng dính đồng càng sao? Thì hết dướng rồi. Hết rồi. Dê dê luôn ơi. Ê đỏ, đỏ. Nhiều quá. Có này nhảy lên luôn thấy rồi mà. Còn dướng. Còn dướng luôn ơi, tới luôn ơi, đừng ve luôn ơi. Có cá đó nghe, mà một chú chắc ăn rồi đó. Có hai, y ba. Ê, ba, bốn con. Năm con vậy, bốn năm con vậy. Cái này mình đã trúng cái là biết nhiêu trời. Năm con bạn ơi. Năm sáu con im. Nói chung có chà mới có cá nè, chứ không có chà không có đâu. Hôm chà này đúng ngon luôn, sạch trơn. Sáu con hay vậy? Năm sáu con vậy nhiều quá trời. Cá trọng trọng không à, bự không á. Nhảy chịch xuống chút nữa là dữ luôn. Một con cá ngon mà mày dinh nhưng mà không có con rảnh nữa chứ. Hai con, ba con, năm con. Có trốn không biết. Không rồi. Bốn con. Năm con. Nhảy xong luôn con. Hết. Ê còn hai con nữa. Có bảy con lận. Thôi hai con đó cho nó đi đi, gọng nó lại đi, nuôi đi. Rồi nó nhảy vô rồi nó muốn rồi. Thôi kệ dáng. Im, chạy này gì mà im ta. Lúc dưới lận. Quá im. Chạy này đúng im luôn. Chỗ bốn cái trụ huyền thoại. Vô bờ kéo luôn. Chạy này như vậy bằng ngày luôn.
vô 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 bờ kéo luôn, vô bờ kéo im hơn, bờ kéo ngon hơn. Đó, nhúc nhúc cái này đâu chảy, kéo lên đủ hang mắt đỏ lòm như xe hơi. Hang mắt là cái con mắt mà ngón tay cái không. Chỗ này rắn do chứ là có gạch được chứ thôi. Có gạch, vài cục gạch nữa. Nghiêm nghiêm. Rồi. Không có gì chân luôn, không đông không gì chân luôn. Nó ăn no nằm dưới rồi. Đó. Bên chiến đấu à nghe, bên chiến đấu dữ lắm à nghe, nước không luôn, không có một con gì luôn, sạch trơn luôn, không có miếng gác luôn, không có miếng gác luôn, thua luôn. Bây giờ khủi rồi. Khui hạn bạn ơi, dạo chục bên ngoài bến chài cũng được, hình như có chục bến nha, tại nay chài cũng ít rồi, chắc khoảng tầm 2 kg cũng được ha, cũng được mấy cái rãnh bự bự nè, có tôm cạn nè, đây còn con tôm nè, nãy nó nhỏ quá nó lọt không thấy. Mấy cái rãnh cũng bự bự nè, im ha, mà dinh cũng trọng trọng luôn, nói chung là kiếm ăn được, không có nhiều như mấy năm xưa nhưng mà kiếm ăn được vì là ngon rồi. Rồi thôi giờ lên nhà bằng ngay gọng cá, lên nhà ngủ cái cho sướng cuộc đời, sáng bằng cá. 2 kg được. Im, tại có máy chài sao cũng bự bự. Có máy chài cũng chất chết. Cá nó cũng trung bình kiếm ăn được. Rồi. Thôi mình cũng chào bạn clip này nha. Thôi cho hai con vô ngấy đi. Cho vô khoang vỏ đã cũng được. Để chung cá nó chết. Đúng đâu rồi. Hai tôm quý lắm trời đâu. Hai tôm kiếm con gà luôn á. Tôm trốn mà không thấy à. Quậy cho đục nước nổi không à. Đây con tôm đây. Đây cá hè nè, còn sống mà. Biến đem mương quá, thả nó đây luôn chết đi. Chết rồi. Tôm nó cũng lột luôn. Rồi đem lên đi, hồi nấu mì luôn. Con kia cũng lột luôn. Như đây cạo cũng được 2 kg cá ta. Cạo cũng... tôm bự quá kiếm gặp luôn. Rồi thôi cho vô. 2 kg cá cạo 700 g chả. Cho cụ kho. Thôi nói chung mình để mấy cá bự mình kho lạc đây, còn nhỏ nhỏ cạo được nửa ký chả. Giòn cũng được 1 kg hôm qua. Cũng êm ơi. Dễ ăn. Dễ ăn lắm mấy bạn ơi. Dễ ăn lắm. Rồi đi vớt cá biết liền à. Rồi xong, kết thúc chương trình truyền hình tối nay là hết. Phê, lâu lâu thức khuya phê.